Xin chào các thành viên của gia đình Vinapco. Hiện nay, toàn nước ta đang dần bắt đầu bước sang đợt nắng nóng cao điểm của năm. Diễn biến của thời tiết nắng gắt, nhiệt độ tăng cao sẽ rất dễ gây say nắng, say nóng trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, nếu hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản về say nắng, say nóng thì hoàn toàn có thể phòng tránh được. Quý HLE xin gửi tới mọi người bản tin an toàn với nội dung hướng dẫn phòng chống say nắng, say nóng. 1. Nguyên nhân và các yếu tố gây say nắng, say nóng. Say nắng, nóng có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, trong đó các nguyên nhân phổ biến nhất là nắng nóng, môi trường nóng, cơ thể thiếu nước, sử dụng nhiều bia rượu khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi, độ ẩm không khí tăng cao trên 60% gây cản trở việc tiết mồ hôi, do cơ thể bị mắc các bệnh lý mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, sử dụng nhiều thuốc an thần, thuốc giảm cân, lợi tiểu, thuốc kháng sinh, histamine. 2. Dấu hiệu bị say nắng, say nóng. Khi bị say nắng, say nóng, cơ thể bạn thường có một số biểu hiện như sau: ngất xỉu, bất tỉnh, thân nhiệt tăng cao trên 40 độ C, nhói đầu, choáng váng, thở nhanh, thở nông, nhầm lẫn, kích động, co giật, mất phương hướng, tim đập nhanh, đau mỏi cơ, nóng đỏ. 3. Nếu xác định rằng bạn hoặc người xung quanh đã bị say nắng, say nóng, hãy thực hiện một số biện pháp sau. Tự di chuyển hoặc di chuyển người bệnh vào nơi thoáng khí, nới lỏng quần áo của mình hoặc bệnh nhân, hoặc cởi bỏ những quần áo không cần thiết. Làm mát cơ thể của mình hoặc bệnh nhân bằng quạt, trường khăn ướt, túi đá ở cổ, nách, bẹn. Đánh giá tình trạng bệnh nhân, gọi, lay người, tiếp xúc. Nếu đã tỉnh táo thì cho bệnh nhân uống nước, chất điện giải. Nếu chưa tỉnh táo thì tiếp tục làm mát cơ thể bị hạ nhiệt và gọi xe cấp cứu. 4. Để không bị say nắng, nóng trong khi làm việc, bạn hãy thực hiện một số giải pháp sau. Sử dụng quần áo dài tay rộng, nhẹ và sáng màu khi làm việc. Chủ động trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp như mũ, nón, kính, găng tay khi làm việc dưới trời nắng nóng. Hãy uống nhiều nước lọc, kể cả khi cơ thể chưa cảm thấy khát. Hạn chế sử dụng các đồ uống có ga, các đồ uống tăng lực. Nên nghỉ ngơi định kỳ sau khoảng 45 phút hay 1 tiếng nếu phải làm việc liên tục ở nơi nắng nóng. Nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 5 đến 10 phút. Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, toàn Vinapco xảy ra 8 sự cố, trong đó có 4 sự cố kho vận và 4 sự cố vận tải. Trong đó, đối với các sự cố kho vận, chỉ xảy ra các sự cố thiệt hại về tài sản, không có sự cố tử vong, thương tật nặng và nhẹ. Đối với vận tải, xảy ra 2 sự cố thương tật nhẹ và 2 sự cố chỉ thiệt hại tài sản. So với cùng kỳ năm 2021, thì hiện tại sự cố vận tải đang giảm, còn sự cố kho vận đang có chiều hướng tăng. Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, đối với kho vận, 3 ngày chưa xảy ra sự cố. Đối với vận tải, 51 ngày chưa xảy ra sự cố. QHNE hy vọng rằng trong thời gian tới, bên kho vận và bên vận tải sẽ kiểm soát tốt hơn các mối quan hệ để không xảy ra sự cố nào nữa. Chúc mọi người luôn làm việc và lái xe an toàn.